đi một vòng siêu thị bên Singapore các bạn xem nhá, bưởi nhá, bưởi ở đây là 8 đô 95 nhá. Đây bưởi xuất xứ từ Malaysia nhá, 8 đô 95. Đấy, chuối thì khoảng đôi 4-5 quả thì là 2 đô 35. Đây quả roi đây là mai đấy, 3 đô rưỡi, 3 đô rưỡi thì được khoảng 1 lạng, 5 lạng. Loại này là gì đây? Đây xoài. Xoài này là xoài 6 đô 49. Xoài đây là xanh Việt Nam đó, xanh Việt Nam ở đây bán là 3 đô 8 nè. Đây vải của Trung Quốc và bán 4 đô 55. Còn cam là 2 đô 25. Ớt chuông ở bên Singapore này là bán 4,5 đô 1 kg, đô sinh nha. Mình cũng là một tín đồ của ớt chuông này. Đây sang đây nó cũng bớt tươi rồi. Đấy, 3 màu. Salad này, cái hộp salad này là 3 đô 8 nhá. Còn có một chút cà rốt, rau salad, bơ với lại gói gia vị ớt, gia vị salad đấy, cà chua đấy. Ở đây là bán là 3 đô 8 nha. Đây thì mình mua cái giống cho rồi. Cherry này 5 đô rưỡi này, 5 đô 99 này, tức là 6 đô. Đây là xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ đây. Mình thử mua một hộp về ăn xem nó như nào. Thăng long vàng nha, là bán 5,95 đô. Đây là PCS là một quả như này này, còn đây là pơ bóc như là một hộp đó. Đắt không? Miếng dưa hấu này là 3 đô này, dưa hấu này 3 đô này. Đây còn quả gì, quả roi của Đài Loan nhé, 2 quả thôi nhé, là 6 đô 99, tức là gần 7 đô thôi nhé các bạn nhé. Mít nhé, đây mít một hộp này đôi 4, 6, 8, 9, 10 múi là 4,99 đô. Rốt úc 7,9 1 kg. Khoai lang của Úc 9,9 đô trên một cái bắp này, cái hộp này, chỗ này. Đây. Còn gừng nhá. 5,9 đô 1 kg. Gừng ở đây với lại là 5,4 đô 1 cân. Khoai lang Việt Nam 3 đô 1 cân. Đây thì lại là 2 đô 1 cân.